Lại khi mình thảo vào ở đây là tăng đơ luôn nha. Tăng đơ là tay lớn tay nhỏ thì đều đeo được hết. Rồi cái dòng này là dòng ngũ sắc, em về chỉ một cái dòng duy nhất và tăng đơ luôn. Ở tay lớn đi tay nhỏ đều đeo được hết. Đó, rất là đẹp. Rồi cái đôi bông em đang đeo luôn cũng rất là đẹp này, về lại này đôi bông nữ hoàng. Vừa rồi làm mưa làm gió giờ em mới về được 10 đôi. Cho nên là quý khách nhanh tay tới tiệm em ở địa chỉ 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi bây giờ cho chị mượn máy, chị quay cận cảnh. Đây, quay cận cảnh những sản phẩm bông tai. Bây giờ là bông tai cái kéo đó về lại tiệm vàng Kim Thành Thảo nha quý khách nha. Đó, cái kéo em về là 20 đôi, nghĩa là 20 đơn hàng thì sẽ trao tay, tặng tay cho quý khách. Live stream lần này thì em sẽ lên cái kéo cho quý khách luôn nha. Rồi là bông tai nữa nè, đó bông tai nhiều lắm, nhiều bông tai đẹp lắm. Lát nữa em sẽ quay cận cảnh lên cho quý khách yêu thấy nha. Rồi tiếp tục, bấy nhiêu ý ơi, em giúp giùm chị. Và trước tiên là giới thiệu tay cái kéo đi. Em che lại một cái, còn một cái mới thấy được. Cái này là em chuẩn bị để cho ngày mai. Ngày mai là ngày chủ nhật ha. Em sẽ live stream trực tiếp những cái sản phẩm này để trao tay cho quý khách yêu nha. 20 đôi bông cái kéo đã về tiệm vàng Kim Thành Thảo ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, em sẽ tri ân cho khách hàng luôn. Đôi bông này là tầm 2 phân 2 4. Đó, rất là đẹp, đôi bông cái kéo nha quý khách nha. Mấy chị nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi điện thoại theo số hotline nha. Ba cái số điện thoại em đã ghim lên trên từng mỗi bài đăng nha. Rồi khỏi gài đi em, tiếp tục nhanh nhanh tay là hết 20 phút đó. Rồi, cái này là 3/4 ha. 3/4. Rồi em quay vòng tròn cho các thấy. Các thích chụp lại màn hình. Cái này đứt đẩy ha. Bông rất là đẹp. Rồi, tiếp tục. Đây là cây đàn guitar. Đây là cây đàn guitar của đội đồng ta. 6/07. Đời sinh viên có cây đàn guitar. Đây, cưng chưa? Đẹp lắm. Rồi tiếp tục. Đây là kim cương ha, bông kim cương vẫn không ngừng hót. Em có 3 size. Size này là size nhỏ, em có size lớn và size trung nữa nha. Size trung. À này size trung còn size nhỏ nữa nha. Size nhỏ nhất và size lớn hơn nữa. Rồi tầm là 5/6 trở lại nha. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình giúp em ha. Này đứt đẩy hết luôn. Này em về 3 màu. Cái này em về 3 màu nè. Mỗi thứ là có một màu. Trọng lượng nó tầm là 1 chỉ 0.92 thì tầm chỉ 1, có đôi khi chỉ 2, có đôi khi là 9 phân mấy nha. Em có 3 màu, em quay cận cảnh cái màu này cho quý khách thấy. Chị đã thích chụp lại màn hình giúp em và quẹt theo dấu mực nha. Đó, rất là đẹp. Đẹp lắm, đẹp nao lòng luôn đó. Rồi, xong rồi em. Eo vì em về 2 đôi nha. Em về 2 đôi, eo vì này em về 2 đôi. Em quay cận cảnh là 3/74, quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Eo vì này đích đẩy ha. Rồi. Này cỡ 4 lá lại về nha. Đó, cỡ 4 lá lại về, em về được 3 đôi nha. À về 5 đôi, xin lỗi em về 5 đôi mà em để ngoài tiệm bán 2 đôi, còn 3 đôi này em live stream. Để em tri ân với khách hàng 4/06 nha. Rồi, quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. À, mấy cái quý khách mà nhắn tin vô Messenger á thì là nó bị quá tải, cho nên là nhân viên của em không có trả lời tin nhắn hết kịp. Thì em cũng mong rằng quý khách thông cảm và lượng thứ cho em nha. Quý khách muốn nhanh nhất thì là điện thoại theo 3 cái số điện thoại mà em đã ghim trên từng cái bài viết đó, từng bài đăng nha quý khách nha. Thì nhân viên em sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Rồi là những khách hàng nào mà ở xa thì cứ đừng có ngại đường xá xa xôi gì hết. Cứ em mời là mấy chị đi qua thẳng bên tiệm vàng Kim Thành Thảo. Rồi thì em sẽ phụ tiền xăng tiền xe cho mấy chị về nha. Đó. Đẹp lắm. Cái này về 2 cỡ nè, cỡ lớn cỡ nhỏ nè. Cái này nó về 2 cỡ. Một cỡ lớn và một cỡ nhỏ. Cỡ nhỏ là 2/33. Cỡ lớn là 3/1. Cái này là đều là hột xoàn nhân tạo hết nha quý khách nha. Em xoay ra ngoài sau lưng cái đít đẩy. Cái này là đít đẩy nha. Bông tay đít đẩy hết toàn bộ nha. Rồi, tiếp tục. Cái này là bông vuông hột xoàn nhân tạo luôn. 4/5/68 ha. Nếu chị thích thì chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. À, cái này thì là em chuẩn bị cho cái buổi live stream vào ngày chủ nhật là ngày mai, nhằm vào tối 6 giờ tối là nhằm vào ngày 20 của tháng 9. Thì em mong rằng quý khách dành một chút thời gian quý báu đi đón xem cái buổi live stream của em nha. Thì trong buổi live stream đó thì em có ghim giá vàng, đọc từng tiền công luôn, từng sản phẩm là, và em có giảm bao nhiêu tiền công luôn, em báo giá luôn thẳng hôi trên cái buổi live stream của em luôn. Chỉ có Kim Thành Thảo mới làm được điều đó thôi. Em lấy cái tem khác đi nè, đôi bông này nè, đôi bông này nè,
lông này có tem. Ủa vậy hả? Em lấy một cái đi, một bên á, bởi vì nó có toàn tem, nó bị rối, nó bự quá nó bị rối đó. Ở đúng rồi, một bên giống vậy đó, nó không có rối. Đúng rồi, như vậy là thấy rõ lắm. Đôi bông này hồi nãy em mới đeo lên, em quay tư liệu đó. Bông này rất là dễ thương, đẹp lắm. Thì là 1 chỉ 636 nha. Bông mới về ở tiệm vàng Kim Thành Thảo. Địa chỉ của em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha, và điện thoại theo ba cái số mà em đã ghi lên trên cái những cái bài đăng đó. Còn trong Messenger thì quá tải rồi, là mong quý khách lượng tình và tha thứ cho em nha. Đừng có la rầy em tội nghiệp, đừng trách hờn em tội nghiệp em nha. 1 chỉ 16. Đây là bông gài ha. Này đeo nó không có tai, đẹp lắm. Đôi này em về 2 đôi. Đó, full tắm luôn. Rất là đẹp, đơn giản, thanh mảnh, dễ thương, 1 chỉ 1. Đó, cưng lắm đấy nha quý khách nha. Cái này là nữ hoàng, bông tai nữ hoàng. Cái này là hộp phía dưới của nó là dưa trắng luôn, phun tắm, một sòn giữa, một sòn nhân tạo, đứt đẩy luôn nha quý khách nha. Cái này là đó, đúng rồi, 1 chỉ 524. Đã em về được 2 đôi nha quý khách nha, phải nhanh tay giúp em nha. Ra chậm hay là ra tiệm vàng của em chậm là sẽ không còn đồ đẹp để mang về nữa. 7/32, cái này em về một đôi duy nhất. Đó, rất là đẹp. Sao rồi còn hột ngọc trai nữa, đính luôn, rất là tinh tế và sang trọng. Trọng lượng nó chỉ có 7/32 thôi, rất là đẹp. Bông này là không ngừng hót lại về, ngôi sao lấp lánh chấp chiếu. Mấy bé quản lý nhà em thường đeo cái này làm mẫu nè. Đó, là về bao nhiêu đôi là bán hết bao nhiêu đôi. Cái này nó có một màu, có ba màu, có đầy đủ luôn nha. Cái này là tầm em báo giá tầm là tầm 1 chỉ 3 trở lại nha. Em quay cận cảnh nè, móc máy chiếu sáng đẹp lắm. Ba màu nha, em có một màu nữa, cưng lắm luôn nè. Tối bé Cathy cũng lấy cái mẫu này này, đẹp. Rồi bông đó là bông bông thanh nè, rất là cưng, tầm là 2 chỉ nha. Bông này là tầm 1 chỉ mấy, 2 chỉ trở lại nha. Cái này đó 2 chỉ lại mấy là đó bông chị đang đeo. Còn bông này là cả tầm 2 chỉ đó. Đó quý khách nè, đi tiệc rồi lại đeo mấy cái này này dễ thương lắm nè, đẹp lắm. Rất là đẹp, bông này. Đây, người học ngọc trai 5/18. Đó, quay sát đàn cảnh luôn, đẩy nha, cái nơ ha. Rồi xong có hộp ngọc trai toàn tê ở dưới, nó kết hợp rất là tinh tế và thanh mảnh. Này cái này thì 2 size nhỏ và size lớn. Bông này về dài về lại rồi nè. Đó, quý khách nào mà có xem tập 3 của buổi livestream của em á, thì là quý khách sẽ thấy được cái mẫu này em về chục đôi bán hết, bây giờ về lại nữa đó, về được cái mấy đôi thôi. Đôi lớn là 5/95, đôi nhỏ là 4/37 nha. Rồi mấy anh mấy chị nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Đây là bông sao nha, đó, bông sao, đẹp lắm. Nó có lung linh không em? Lung linh, lung linh. Đó, nó có lung linh. Nó lỏng phía trong à? Ở trong là rời nha, nó lỏng ở trong luôn. Đó, ở trong là rời. Nhìn cưng lắm, dịu dàng. Đây cái nơ nè, nơ ngọc trai. Đây là cái nơ toàn ven ngọc trai. Bông dài. Bông bạc dài, hồi nãy là bông đích đẩy, bây giờ là đây bông bạc dài. 5/79 nha. Tiệm em có ship toàn quốc và toàn quốc tế nha quý khách nha. Ở Việt Nam thì là em free ship, ở nước ngoài thì là giá ship thương lượng nha. Mấy anh mấy chị ở nước ngoài vẫn mua được sản phẩm của em được hết nha mấy chị nha. Này là nó lộng chè neo. 3/14, đây lộng chè neo ở trên. Nó rất là cưng. Mấy anh mấy chị ở nước ngoài thì là cứ kết bạn trong Zalo cho em đi. Còn không thì điện thoại luôn, nhân viên em sẽ tư vấn một cách nhiệt tình cho mấy chị nha. Đây, bông này là bông móc máy ý, dắt ý luôn. Vì có 3 kiểu. Kiểu đầu tiên ở trên là 4/82. Tới cái kiểu bé tay như ý đang cầm màu đen đó là 3/. Đã bông bật luôn rồi. Mẫu cuối cùng ở dưới là 3/1 nha. Em có móc rất là nhiều cái giác đó. Nhiều kiểu. Rồi, tiếp tục. Rồi qua bông tay. Đây là bông tầng. Bông tầng. Bông tầng mấy cái cục đá đó chắc chồng lên. Đá của nó đá móc máy rồi xong rồi đá quân tấm màu trắng chồng lên từ lớn tới nhỏ nha. Đây là bông bạc dài, em về chỉ có 2 đôi thôi. Cái này 2 đôi. Rồi tiếp tục. Cái này là bông là xoắn nha. Bông xoắn hoa. Hoa nhị ở trong là móc máy có hoa luôn đó nha quý khách nè. Em nhìn kỹ cho. Cưng lắm, nhìn nó lạ lắm. Nó lạ lẫm lắm.
Rồi em quay về sau lưng đây là bông bật luôn nha quý chị nha. 7/52. Cái này là 7/52 ha. Rồi. Đây bông cá heo em về hai đôi. Em về hai đôi bông cá heo nha. Cá heo đã về lại ở tiệm vàng Kim Thành Thảo. 4/63 và 4/7 hai đôi nha. Đó đích đẩy luôn. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là đôi bông con gà nha. 5/2 và 5/44, bông đích đẩy luôn. Bông con gà luôn. Rồi em quay cái đó đi. Để chị để cái này. Em quay trên đi. Em quay sau lưng. Đó, bông con gà đó rất là đẹp nha quý khách nha. Rồi. Con bướm này em về một đôi. Đó, mấy chị phải nhanh tay cho em. Cái gì có một đôi à, khách thì em rất là đông, số lượng rất là đông. Mà về có một đôi hả? Rồi tiếp tục cái cẩm thạch cho mấy mẹ yêu hả? Cẩm thạch cho mấy mẹ yêu đây. Từ từ. Cái đó rồi hả? À, chưa. Hồi nãy là chữ A. Nó là nó có chữ LV, còn đây là chữ A này. Chữ AV, chữ V. Đây chữ V đó, mặt lộng huyền luôn, đích đẩy luôn. Trọng lượng của nó là mấy chị? 4/78. 4/78, trọng lượng 4/78 nha quý khách nha. 4/78 ha. Rồi. Mấy chị nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Đây là cỡ 4 lá toàn ten đây. Cỡ 4 lá toàn ten, cưng lắm, lộng luôn, có hột sò nhân tạo nằm ở giữa. Bi ở trên. Rồi toàn ten đích đẩy ha, 4/47 nha. À, mấy chị nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Đây, eo bì huyền đen, huyền đỏ. Eo bì huyền đỏ và huyền đen luôn. Huyền đen đang nhập. Công ty mới gửi gì ra trước cái huyền đỏ, còn huyền đen đang nhập trên máy. Thì có gì quý khách cứ yêu cầu thì em sẽ lấy em chụp lại màn hình cho. Này 3/27 rất là dễ thương và đích đẩy luôn nha. Đây cẩm thạch. Đây là cẩm thạch cho mấy mẹ yêu. Đây tay giờ. 5/8 nha. Đeo đỉnh đẩy để cho nó khỏi bị xệ tay nè. Mấy cô lớn tuổi rồi đó, lỗ tai thường bị xệ cho nên là em thiết kế đích đẩy luôn để cho nó ôm sát cái bầu tai luôn. Rồi, cái này là bông tròn và bốn chấu, cũng là full tấm xung quanh này là đích dặn nha. Rồi 7/5 ha. Đây. Cái này là bông giọt nước nha. Bông giọt nước là bông bạc. Cái này là lớn cái vành tai dày dày một chút xíu thì đeo cái này rất là đẹp. 8/47 nha. Rồi. Cái này là nhụy, nhụy nó là cái hoa luôn. Nó cẩm thạch luôn, hột tròn, 8/73, đích dặn nha. Rồi. Đây. Cái giữa nó có khắc chữ phước. Chữ phước này chính giữa nè. Rồi là cẩm thạch và xung quanh của nó là hai hàng tấm nha. Rồi 8/32. Đích bạc. Cái này là bông bạc ha. Mấy gì nào mà cái ráy tay mà dày một chút thì đeo bông bạc thì nó ôm đẹp lắm. Cái này là hoa bèo nha. Cái này là những gì nào mà không thích tắm á, thì đeo những cái sản phẩm này nó không có tắm xung quanh luôn. Đó là nhụy của nó là bèo nha. Rồi. Cái này là yên ngựa. Đây là đôi bông cẩm thạch yên ngựa, cái màu của nó là màu sơn thủy nha. Rồi là phun tắm xung quanh luôn, bông bạc dài luôn ha. 8/44. Rồi tiếp tục. Mấy cô mà không thích bông đẩy thì nó có bông gài. Cái này là có bông gài này, những cô nào mà không thích đích đẩy á, thì là bông gài cũng có luôn. Rồi là hai hàng tấm luôn, full luôn 6/9 ha. Rồi tiếp tục đây. Bông nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là bông giọt nước đơn giản. Cái này là đơn giản, giọt nước là 4/12, là đích đẩy luôn ha, đeo nhẹ nhàng lắm. 4/ mà hột nó cũng nhỏ nhỏ nữa, thanh thanh xinh xinh. Đây là bông tai dành cho. Đây là bông tai là dành cho những cô con gái rượu. Đây là bông tai những cô con gái rượu. Đây là bông tai con mèo Kitty rất là cưng, em về được 5-6 đôi. Giờ em quay cận cảnh cho một đôi ha. Tầm khoảng 5/ thôi. Đây là tầm cỡ khoảng 5/1, 5/2 trở lại nha. Đây, con mèo Kitty nhìn cưng chưa, nó kêu meo meo đó mấy khách ơi. Rồi cưng chưa nè, đứt đẩy luôn nha. Thì là đây là cái bộ Doraemon. Bộ Doraemon không ngừng hót đây. Em quay cận cảnh bộ Doraemon này. Thì là của nó là tầm cỡ khoảng là mấy chỉ mấy ha. Cái dòng là cỡ khoảng là một chỉ rưỡi, một chỉ, hai chỉ, còn ba chỉ trở lại nha. Bộ Doraemon này là tầm là ba chỉ trở lại, nó có cái chuông luôn, bỏ lục lạc hết luôn. Nhưng mà em vẫn bán lẻ, dòng riêng, nhẫn riêng, mặt riêng, khách mua cái gì em bán cái đó. Kim Thành Thảo là chiều ý khách hết sức luôn. Nhưng mà em cũng mong muốn rằng là quý khách mua nguyên bộ để về cho mấy cô con gái rượu đeo nè. Đây. Mèo Kitty em về là hai màu, một màu em có về 5 bộ. Trước tiên là em sẽ quay màu xanh, sau đó là quay màu hồng rồi. Sau đó là bộ kim cương là đồ của em bé luôn. Và đâu sau đó là bộ thiên nga.
Đây là thiên nga nha. Đó, thiên nga em có màu trắng và màu đỏ ha. Thiên nga bây giờ trước tiên thì là em sẽ quay cận cảnh cái bộ con mèo Kitty màu xanh cho quý khách thấy nha. Bông là bông toàn ten, không có đau tay cho bé nha. Và mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là 2/84. Rồi, đôi bông của nó là mấy phân? Đôi bông là 4/72 ha. Cái nhẫn của mèo Kitty là 5/3 và cái vòng của mèo Kitty là 1/8 nha. 1/81 ha. Rồi, con bay cận cảnh này tầm có khoảng 3/3.5 một bộ thôi. Rất là đẹp và sự tinh tế kết hợp rất là đẹp. Rồi màu hồng cũng vậy luôn nha. Trọng lượng nó tương đương tầm 3.5 trở lại cho quý khách nha. Quý khách nào mà có con gái rượu, con gái yêu thì cứ ra Kim Thành Thảo. Ni tay này để cái Kim Thành Thảo lo. Và quý khách là chỉ lo trọng lượng và cái mẫu mã thôi nha. Rồi đó, thương lắm. Rồi mẫu kim cương. Kim cương này, mặt kim cương thì là chỉ có 2/18. Cái nhẫn là 5/2. Rồi, cái dòng của nó là 2/07. Đó, còn đôi bông thì là tầm mấy phân em? Dạ, đôi bông tầm khoảng 5/5. Đôi bông là tầm 5/57. Là em quay cận cảnh sát này, nguyên một bộ luôn. Đó, một bộ luôn, nó tắm là viền hai đai luôn. Đó, tầm một nguyên bộ nó là tầm 3/ nha. 3/3 hơn một chút xíu nha quý khách nha. Rồi tiếp tục tới con thiên nga. Thiên nga lúc bữa trước là về rồi nhưng mà bán hết rồi, bây giờ về lại thêm một thiên bộ nga nữa. Về rồi thứ năm, thứ tư, thứ năm em về một bộ là khách lấy luôn. Em vừa hạ màn xuống là khách lượm liền tại chỗ. Bây giờ tiếp tục em về thêm bộ nữa và bộ màu trắng. Màu trắng thì em đang trưng bày tủ, hồi nãy em mới trưng bày lên khách lấy rồi xong để ra ngoài đó luôn rồi, lười đem vô quá. Em có hai mẫu. Thì là quý khách nào thích cứ điện thoại cho mấy bé, ba cái số điện thoại em ghim lên. Mặt dây chuyền này là 6/93. À, rồi đôi bông thiên nga là 8/8 và cái nhẫn là 9/9. Cái dòng thiên nga là 1/37. Tổng quan của nó là tầm là 4/ trở lại nha. Đó. 1/3 đúng rồi. Có khoảng 3/5, 4/3/5, 4/ trở lại. Rồi, xong thì bây giờ là em sơ lược qua đồ bộ nha. Đồ bộ thì em về là bộ bướm nè. Bộ này là tầm cỡ khoảng mấy chị, bé coi lại bộ bướm nha chị. Bộ bướm là chắc mấy chị quen thuộc đúng không? Dạ, 8/5. Vừa rồi là em thường bộ bướm này là tầm 8/5. Giờ em quay cận cảnh cái bộ bướm màu xanh lá cây nha. Đây là cái mặt dây chuyền. Đây là cái nhẫn và cái vòng và đôi bông. Đây là cần tầm là 8/. Quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi xong là cái bộ màu xanh biển nha. Cũng vậy luôn. Lung linh lắm, đẹp lắm. Em quay cận cảnh cái mặt dây chuyền nè. Rồi xong rồi em quay cận cảnh cái dòng nè. Dòng đai của nó full hộp luôn. Đẹp lắm, đó tầm 8/ trở lại nha. Rồi xong rồi là màu đỏ em về chỉ 3 bộ thôi. Ở ni tay là để Kim Thành Thảo lo, còn mấy chị là cứ chủ yếu là lựa sản phẩm mẫu mã. Rồi. Tiếp tục là bộ quay XL. Bắt em cầm lên từng sản phẩm đi. Thấy rõ lắm em. Quay XL, em đang nguyên một bộ nè. Thì là cái mặt dây chuyền của nó là 7/ ha. Rồi cái nhẫn của nó là tầm 8/2 nha. Rồi đôi bông của nó là tầm là 6/7 nha. Rồi còn cái dòng của quay XL là tầm là 5/422 ha. Rồi đó, nguyên một bộ quay XL với mấy chị nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Xong. Có 2 kiểu quay XL. 2 kiểu quay XL. À, bây giờ là tập này là tập 7 đúng không em ha? Tập 7 thì là 19 phút rồi, em còn 1 phút nữa tại vì người ta cho mình chỉ 20 phút thôi. Thì nếu mà em quay chưa có kịp thì quý khách nhớ đón xem là tập 8 giúp em nha. Để em về hai mẫu nha. Cái mặt dây chuyền là 8/3, bé ơi rớt cái dòng xuống dưới đất rồi. Lụm giùm chị với. Em ơi để chị giới thiệu với đó. Cái mặt dây chuyền là 8/3, cái nhẫn là 6 bao nhiêu em? Cái nhẫn chỉ 3 chị. Nhẫn tầm chỉ 3. Xịt qua đây đi, để ra đây cho em dễ nè. Không, ý là em để xịt ra đây nè. Đấy, thấy tội em quá, mở tay. Cái này mặt là 8/3. Cái bông là 6/3. Bông là 6/3. Nhẫn là 1/3. Nhẫn là 1/3. Cái dòng là 3/8. Cái dòng là 3/8. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi.